Đây, lũ robot tà đạo kia, hãy nhanh chóng cút khỏi thành phố của ta ngay. Nếu không, ta sẽ tiêu diệt chúng người đây. Chúng ta sẽ giúp tiến sĩ độc ác trở nên bá chủ cả thế giới này. Được rồi, vậy thì đừng có trách ta. Hãy nhận lấy sức mạnh của ta đây. Cuối cùng cũng đã giành chiến thắng rồi. Tiêu diệt được lũ robot của tên tiến sĩ xấu xa đó. Ai, cái trò chơi này thiệt là đã quá. Còn có màn thứ hai nữa, nhưng mà không có được. Màn thứ hai phải có hai người chơi. Nếu mà chơi một mình thì rất là nguy hiểm. Ai, chờ Nobita về chơi chung mới được. À, chắc cha rồi. Thế giờ hẹn Mimi rồi. Ngày hôm nay phải đưa Mimi đi ăn kem. Mình đã hứa với Mimi rồi. Dạo gần đây có mấy con mèo đực xung quanh nhà của Mimi để ý. Nếu mà mình không thăm Mimi thường xuyên sẽ mất Mimi mất. Mình phải cưu bằng được Mimi. Trời ơi, sao lại té lúc này chứ. Phải tranh lên để Mimi chờ Mimi giận mình mất. Doraemon ơi, cậu có nhà không? Chán quá à, không có gì chơi hết. Suka này chơi với mấy đứa con gái không à. Còn trai em với Seiko kêu tới trời dở quá, bận chứ không cho chết chơi nữa. Hả? Cái gì đây? Lạ quá à. Ôi trời ơi, chẳng lẽ là của Doraemon làm rớt hay sao? Wow, chắc cái này hay lắm nè. Mình chơi thử mới được. Đại diện cho tiến sĩ độc ác tới đây để thâu tóm cả thành phố này. Hey, dừng lại đi, bọn robot tiến sĩ độc ác kia. Ta là Mega Man đây, hy diệt anh đi. Đã quá à. Trời ơi, game gì đâu hay dữ vậy trời. Hả? Còn có màn thứ hai nữa hả? Yêu cầu hai người. Yêu cầu nhưng mà hai mình tính quá à, mình không chờ được nữa. Thôi một mình chơi trước cũng được, đâu có cần phải hai người đâu. Bắt đầu thôi nào. Sao màn thứ hai này kỳ quá vậy? Sao mình lại gia nhập vào trong game này? Vừa chơi đã trở thành Mega Man, yêu cầu tiêu diệt cho con robot của tên tiến sĩ xấu xa. Mình trở thành Mega Man hay sao? Trời ơi, mình sợ quá à. Không biết trò chơi này có nguy hiểm không? Bọn robot của tên tiến sĩ sống tới rồi. Nhưng mà coi, mình bây giờ là Mega Man rồi mà. Không được, mình mới quay lại chiến đấu. Mình có sức mạnh của Mega Man mà. Yeah. Hay quá, tiếp tục nè. Quá đã luôn. Ê, lũ robot của tên tiến sĩ xấu đó, ta sẽ thanh trừng các ngươi. Ta sẽ biến cho thế giới này trở thành một thế giới tốt đẹp hơn. Tên tiến sĩ xấu, hãy đợi đó. Bên này còn nữa nè. Nobita ta không còn là một kẻ yếu đuối nữa. Nobita Mega Man vô địch. Phần đoạn số 2 chiến đấu với robot quay. Hãy tiếp bay tục lên nào. Phần đoạn thứ 2 nữa hay sao? À, có thể bay lên được hả? Hay quá, mình bay được rồi. Hãy tiến lên. Lại lũ robot xấu cấp độ 2 nữa hay sao? Hay lắm. Sao bọn chúng mạnh dữ vậy? Không sao. Ta sẽ chiến đấu với các ngươi. Sao mà khó dữ vậy? Sao bọn chúng mạnh như vậy? Bọn chúng đông quá. Sao bây giờ đây? Năng lượng của mình sắp hết rồi.
Sao bây giờ đây? Dám chống lại tiến sĩ độc ác hay sao? Nào, anh em hãy bắt tên Megaman đó về cho tiến sĩ. Trời ơi trời, mình hậu đạo quá, mình làm rớt cái điều khiển trò chơi đó đâu rồi? Nãy giờ chạy đi chạy lại mà không có thấy. Đúng rồi, hồi nãy mình tiến ngay chỗ cầu thang này. Ủa, không có. Chẳng lẽ Nobita nhặt được rồi cậu ấy chơi luôn hay sao? Nobita, không xong rồi, chết rồi. Nobita nó vào trong cái game đó rồi, chắc chắn cậu ấy đã chơi mạng số 2. Nếu mà chơi một mình thì cực kỳ nguy hiểm, mình phải lấy thêm một cái điều khiển nữa vào trong game để xem Nobita như thế nào rồi. Vào thẳng trong màn thứ 2 luôn. Không ngờ màn thứ 2 này trông ghê rợn thiệt á. Ready. Rồi bắt đầu rồi. Chiến đấu thôi. Ta là Doraemon Zero đây. Người máy vô cùng mạnh mẽ, sẽ giết hết các người. Lũ robot của tên tiến sĩ xấu xa. Các người chuẩn bị nhận chiêu của ta tiếp nè. Quá dễ dàng. Lũ robot của các người thì làm sao mà có thể chống lại người máy thứ hai Zero này được. Phần đoạn 2, ready. Qua phần đoạn thứ hai rồi hay sao? Cố lên, chỉ cần qua phần đoạn này sẽ gặp được người máy Nobita Mega Man thôi. Đến tên này cực kỳ nguy hiểm, mình phải hết sức cẩn thận mới được. Không được rồi. Nếu mà đánh những đòn bình thường thì không hạ được chúng. Bọn chúng mạnh quá, chắc chắn Nobita đã không qua được bàn này rồi. Vậy là cậu ta đã bị bắt rồi. Phải tổng hợp hết sức mạnh vào thanh kiếm của mình mới được. Hay lắm. Qua màn thứ ba nào. Đi thôi. Ta là tiến sĩ độc ác đây. Này tên Mega Man, ta sẽ biến người thành con robot của ta, phục vụ dưới chân của ta. Này tên tiến sĩ độc ác kìa, hãy mau dừng lại đi. Mau thả Nobita ra. À quên, mau thả Mega Man ra. Ta là Zero đây, ta sẽ tiêu diệt ngươi. Còn một kẻ nữa à? Ngươi là Zero à? Được. Robot tân tiến của ta đâu? Mau ra hạ tên Zero này đi. Mau, hãy hủy diệt con Zero đó cho ta. Robot tân tiến của ta. Cáo được rồi. Nếu mình không vượt qua màn này thì không biết chuyện kinh khủng gì xảy ra nữa. Bây giờ tới ngay. Không, ta biết sai rồi. Làm ơn tha cho ta đi. Đúng rồi, cậu thiệt là. Lần sau thì đừng có chơi một mình nữa nha. Cái trò này không có đơn giản như cậu nghĩ đâu. Về thôi. May quá. Lần sau tớ phải cẩn thận một chút mới được. Không có để cái thứ nhiều chuyện, cái thứ lanh chanh như cậu cầm lấy những cái đồ nguy hiểm của tớ đâu.